Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Câu chuyện bốt truyền kỳ, nỗi khổ mang tên thu phí tự động. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ chỉ phục vụ xe sử dụng thu phí tự động ETC theo chỉ đạo của chính phủ, và chỉ trong ngày đầu tiên 26 tháng 7 thực hiện hệ thống thu phí dịch vụ điện tử tự động ETC trên toàn tuyến đường cao tốc này đã xảy ra tình trạng ùn tắc hết sức nghiêm trọng. Anh Đoàn Xuân Hoàng, 47 tuổi, sống tại thành phố Biên Hòa, có việc gấp về Thành phố Hồ Chí Minh và đã chủ động đi sớm, nhưng do xe chưa dán thẻ nên khi qua trạm phải dừng lại thực hiện các công đoạn dán thẻ, rất mất thời gian. Nhiều tài xế khác lại bực bội vì phần mềm nhận diện mã thu phí tự động bị lỗi nên tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn. Không biết khi nào thì sẽ chấm dứt tình trạng này, trong khi thu phí sẽ đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Xách xe đi làm thẻ thu phí, không dừng thì mới bị cướp. Biết rằng đã bị cướp biển số xe từ lúc nào. Nhiều chủ xe đã tá hỏa khi đã bị ai đó lấy biển số xe do mình sở hữu đăng ký tài khoản dịch vụ thu phí không dừng của E-Pass. Vì nó là tài khoản ảo nên chủ xe cũng không xài được, mà muốn dán thẻ khác cũng rất chảy chật. Từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ông Đỗ Ngọc Hơn, 40 tuổi, cho hay vào tháng 5 năm 2022, khi nghe chủ trương phải sử dụng ETC, ông đưa xe ô tô của gia đình đến dán thẻ E-Pass. Sau khi đợi cả buổi, phía đơn vị dán thẻ E-Pass thông báo biển số xe của ông Hơn đã có đăng ký trên hệ thống. Mấy tháng qua, ông Hơn đã nhiều lần gọi hỏi phía tổng đài E-Pass và chỉ nhận được lời giải thích lòng vòng, thậm chí mù mờ theo kiểu chắc bạn nào đó đưa lên hệ thống nhầm, nên phải hủy tài khoản cũ để đăng ký lại. Họ còn hướng dẫn ông Hơn muốn hủy thì phải chạy xuống thành phố Vũng Tàu, cách nhà ông gần 50 km. Cùng cảnh ngộ, anh Dương Khôi Nguyên sống tại Bình Trị Đông An, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chiều nay phải chạy ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống cầu Rạch Miễu, tức là nối Tiền Giang và Bến Tre, để xóa tài khoản E-Pass mà ai đó đã đăng ký. Sau khi yêu cầu phía cung cấp dịch vụ E-Pass kiểm tra trên hệ thống, chỉ có mỗi biển số xe là đúng, còn tên sai, số điện thoại lại của người khác. Đại diện đơn vị cấp thẻ E-Pass cho biết, một nguyên nhân nữa là cũng có thể có câu chuyện nhân viên chạy chỉ tiêu dán thẻ nên tự cập nhật biển số vào hệ thống. Nếu phát hiện trường hợp này thì sẽ chấn chỉnh nhân viên và cho hủy trên hệ thống để khách hàng sử dụng dịch vụ của bên khác. Bộ Giao thông Vận tải nói gì về tình trạng kẹt xe kéo dài khi áp dụng chính sách mới được nói từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 tới đây? Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, trong trường hợp hệ thống thu phí tự động không dừng dẫn tới ùn tắc giao thông thì phải tiến hành xả trạm bốt. Tại cuộc họp giao ban của Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng thừa nhận do hệ thống lần đầu tiên được đưa thực hiện ở Việt Nam, việc quản lý vận hành có sự tham gia của nhiều bên như ngân hàng, nhà đầu tư bốt, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động v.v. Cộng với trước đó các trạm bốt đã lắp đặt hệ thống thu phí một lần dừng nên quá trình chuyển đổi còn nhiều lúng túng. Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện cũng khiến cho triển khai xảy ra rất nhiều vướng mắc. Thực tế cho thấy các trạm bốt không tiến hành xả trạm dù ùn tắc giao thông kéo dài trong những ngày vừa qua, trong khi việc dán thẻ ETC thì còn nhiều bất cập không đồng bộ dẫn đến tắc nghẽn giao thông là tất yếu. Và hơn hết đó là việc vi phạm pháp luật sẽ không tránh khỏi. Theo Nghị định số 123/2021, xe không gắn thẻ đầu cuối, xe gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả qua làn thu phí điện tử tự động không dừng. Nếu có các hành vi trên thì người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông khi đi sai vào làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung cụ thể, sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng. Như vậy, người dân sẽ còn phải chung sống lâu dài với nỗi khổ này và đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Dù rằng nỗi khổ này đến từ các nhà hoạch định chính sách khôn như bò. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ quán Đức gửi công hàm cho phía Việt Nam không cấp visa cho hộ chiếu mới.
Hôm 27 tháng 7 năm 2022, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đã ra thông báo về việc dừng cấp visa cho những người mang hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới của Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nội dung được phía Đức chia sẻ rất rõ ràng như sau. Kể từ bây giờ, cơ quan đại diện Đức không phải cấp thị thực và hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than có số seri bắt đầu bằng chữ P. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị có quyền hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của cơ quan chức năng nội địa Đức. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng. Quý vị có thể xem thông tin kèm theo trên trang web của chúng tôi. Nếu tình trạng thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị được biết. Chúng tôi cũng xin lỗi quý vị về sự bất tiện này. Và nếu quý vị đã được cấp thị thực với mẫu hộ chiếu mới, chúng tôi khẩn thiết khuyên quý vị không nên đến Đức bởi vì có nguy cơ quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đại sứ quán Đức của Hà Nội đã cho biết thêm như thế. Đồng thời, một thông tin tương tự được cho rằng là của cảnh sát Liên bang Đức cũng được phát đi tại các cửa khẩu xuất nhập cảnh vào Đức khắp nơi ở các sân bay, bến cảng với nội dung được chia sẻ như sau. Cảnh sát Liên bang Đức gửi thông báo không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 vì không có nơi sinh và thay vào đó là số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân. Thông báo nêu rõ, người Việt Nam mang hộ chiếu này sẽ không được cấp thị thực vào Đức. Những nước Schengen khác nếu cấp thị thực cho người Việt Nam mang hộ chiếu loại này phải loại trừ Đức là nơi được đến hoặc quá cảnh. Có nghĩa là những người Việt Nam mặc dù có được cấp hộ chiếu và visa vào Pháp cũng không thể đi qua Đức được. Sự việc đang gây ra căng thẳng ngoại giao cho các hoạt động đi lại của công dân Việt Nam cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam các nơi trên thế giới khi quá cảnh hoặc vào Đức. Công hàm của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 27 tháng 7 năm 2022 cũng thông báo về việc ngừng cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam. Theo Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, hộ chiếu mới của Việt Nam thiếu thông tin về nơi sinh nên không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt là với nhiều trường hợp trùng họ. Ngoài ra, nơi sinh cũng rất quan trọng đối với việc đấu tranh các tội phạm có tổ chức tại Đức. Vấn đề trên đã được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nói rõ trước công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 như sau. Những hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tại Việt Nam tạm thời không được công nhận ở Đức. Vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó. Nguyên nhân là do thiếu thông tin về nơi sinh. Chỉ có thể xác định được thông tin thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài tới 7 trang. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho hay như vậy. Và Bộ Công an thì nói gì về việc Đức ngừng cấp visa cho hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam? Cũng chiều ngày 27 tháng 7, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm cho hay đơn vị đã nắm được thông tin việc Đại sứ quán Đức ngừng cấp thị thực và cuốn hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới màu xanh tím than. Thông báo từ Bộ Công an cho biết, chúng tôi mới nắm được thông tin này qua người dân chứ chưa nhận được thông báo qua đường ngoại giao hoặc qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Chúng tôi đã đề nghị phía Bộ Ngoại giao Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Đức và thông tin lại về vấn đề này. Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết như thế. Và phản ứng của người dân khi biết về tin này trong bình luận online được chia sẻ khắp nơi đó là sự lo lắng của rất nhiều người sắp đến Đức và đang ở Đức khi họ đang cầm cuốn hộ chiếu mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nhìn chung người dân đều không quá ngạc nhiên với cách làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm của Bộ Công an từ khi bộ này đưa quyền phát hành căn cước công dân và các loại giấy tờ khác để rồi sau đó làm đủ thứ để có thể hành dân với rất nhiều lỗi phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu. Nhiều người không khỏi thất vọng trước những tính năng ưu việt của mẫu passport mới mà Bộ Công an quảng cáo là cái gì thì nghe cũng rất hay, trừ việc nó thiếu một thông tin rất quan trọng, đó chính là nơi sinh, một mục mà các hộ chiếu ở các nước khác đều có cả. Một số người chưa đổi mẫu hộ chiếu mới thì rất vui mừng vì không phải cầm trên tay một hộ chiếu bị lỗi để rồi phải sắp hàng rồng rắn trâu trực
trước các văn phòng để làm hộ chiếu, làm lại hoặc giải quyết các thủ tục khác liên quan. Cũng nhiều người mới nhận mẫu hộ chiếu này thì than vãn vì viễn cảnh sẽ rất mệt mỏi khi phải đối diện với nhiều rắc rối trong thời gian sắp tới, bởi vì sự thiếu trách nhiệm của Bộ Công an mà người đứng đầu chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị.